Chị Quỳnh là công nhân vệ sinh ở quận Tân Bình. Công việc của chị và nhiều đồng nghiệp bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều đến khuya, khó khăn tìm nơi gửi con sau giờ hành chính. Mong muốn lớn nhất của chị là tìm được nơi gửi con phù hợp và sớm được mua nhà ở giá rẻ để yên tâm đi làm. Hiện tại thu nhập của em là lương tổng cộng của em là tháng một tháng là 6 triệu 3. Thì hiện ở là ở chung với lại ba mẹ, ở nhờ nhà ông bà ngoại. Thì hiện tại là cũng có mong muốn là mua nhà giá rẻ. Họ kiểu như mua nhà mình trả góp phù hợp với cái số tiền của mình. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện sở đã đề nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan hỗ trợ điều chỉnh trần mức lãi vay để kéo giảm giá thành nhà ở xã hội xuống phù hợp với khả năng chi trả của công nhân người lao động. Đồng thời, thành phố cũng làm việc với các chủ khu nhà trọ để đảm bảo thuê nhà giá rẻ, nâng chất lượng ở các khu nhà trọ. Điều chỉnh thay đổi ở trong các cái chính sách để về hỗ trợ cho xã hội cho công nhân, ví dụ như là cái trần hạn mức vay, rồi các cái quy định khác cái hỗ trợ về cái lãi suất của các cái gói để làm sao thứ nhất là có hai cái mục tiêu kéo giảm cái giá thành của cái nhà xã hội nhà luôn như xuống, và cái thứ hai là tăng được cái mức hỗ trợ kéo dài cái thời gian đã trả góp ra. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài việc quan tâm đến nơi ở của công nhân, rất cần thiết triển khai ngay chính sách cụ thể điều chỉnh giờ trông giữ trẻ mầm non ở các cơ sở công lập để giúp công nhân viên có thể yên tâm gửi con đi làm. Những cái hỗ trợ cho người lao động nữ làm việc ngoài giờ, ví dụ thay vì gửi trẻ từ 5 giờ thì chuyển đến gửi trẻ đến 7 giờ, mà có thể cái giá tiền để thu nhập tăng thêm cho cái giờ đó đó nó không quá cao như hiện nay mà các cái nhà trẻ công lập đang làm. Từ kiến nghị của nhiều công nhân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm có chính sách cụ thể giúp công nhân lao động sớm mua được nhà ở xã hội và thuê nhà giá rẻ. Theo nghị quyết của thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ hoàn thiện khoảng 2 triệu m2 nhà ở với khoảng 35.000 căn hộ giá rẻ.